Cập nhật mức giá mới nhất của các dòng xe Mercedes-Benz trong tháng đầu năm 2021. Mức điều chỉnh mới của Mercedes dành cho các dòng xe có xu hướng tăng nhẹ vài chục triệu và cao nhất là hơn 100 triệu đồng. Sau đây, hãy cùng chờ xe cập nhật mức giá mới điều chỉnh của các dòng xe Mercedes mới nhất tại thị trường Việt Nam. Trước khi bắt đầu, đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho chợ xe, bật chuông để nhận được thông báo khi có những video mới. Trong tháng giêng 2021, Mercedes Việt Nam đã có mức điều chỉnh mới dành cho dòng sedan C-Class của hãng. Cụ thể, mẫu xe Mercedes-Benz C200 phiên bản Exclusive không có cửa sổ trời có mức điều chỉnh tăng nhẹ 10 triệu đồng so với trước đó. Mức giá hiện tại cho mẫu xe này là 1 tỷ 699 triệu đồng. Mercedes-Benz C300 AMG bản có cửa sổ trời cũng tăng 30 triệu đồng so với giá bán trước đó. Giá niêm yết hiện tại của mẫu xe này là 1 tỷ 969 triệu đồng. Các dòng xe khác trong phân khúc C-Class của nhà Mercedes-Benz như C180, C200, C200 4MATIC và C250 Exclusive, mức giá niêm yết không thay đổi so với trước đó. Phân khúc SUV của Mercedes-Benz cũng vừa điều chỉnh giá bán cho dòng xe GLC với mức tăng cao nhất là khoảng 100 triệu đồng. Mercedes-Benz GLC 200 tăng 50 triệu đồng lên 1 tỷ 799 triệu đồng so với trước đó. GLC 200 4MATIC cũng có mức điều chỉnh lên 2 tỷ 099 triệu đồng, tăng 60 triệu đồng so với giá bán trước đó. GLC 300 4MATIC tăng 100 triệu đồng lên 2 tỷ 499 triệu đồng và GLC 300 4MATIC Coupe cũng tăng nhẹ 20 triệu đồng so với giá niêm yết trước đó. Trong giải sản phẩm của GLC, chỉ có dòng xe GLC 250 4MATIC vẫn giữ mức giá niêm yết cũ là 1 tỷ 989 triệu đồng. Mercedes cũng tăng giá cho mẫu xe GLE 450 4MATIC lên 4 tỷ 409 triệu đồng, tăng 40 triệu đồng so với giá niêm yết trước đó. Các dòng GLE còn lại vẫn giữ nguyên mức giá niêm yết cũ. GLS 450 4MATIC cũng điều chỉnh giá bán tăng 90 triệu đồng lên 4 tỷ 999 triệu đồng so với mức giá 4 tỷ 909 triệu đồng như trước đó. Các dòng xe còn lại của GLS mức giá vẫn không đổi. Phân khúc MPV của nhà Mercedes với dòng xe chủ lực V-Class cũng có mức điều chỉnh giá bán mới trong năm 2021. Phiên bản V250 Luxury tăng nhẹ 36 triệu lên 2 tỷ 662 triệu đồng và V250 AMG tăng 49 triệu lên 3 tỷ 232 triệu đồng. Phân khúc I-Class của Mercedes cũng có điều chỉnh mức giá tăng 10 triệu đồng cho mẫu xe A35 4MATIC. Mức giá hiện tại của mẫu xe này là 2 tỷ 259 triệu đồng. Mẫu xe đình đám của gia đình Mercedes G63 AMG cũng có mức giá điều chỉnh mới tăng khoảng hơn 100 triệu đồng so với trước đó. Mức giá hiện tại của mẫu xe này đã lên đến 10 tỷ 950 triệu đồng. Bên cạnh việc điều chỉnh giá bán lẻ nhiều mẫu xe, Mercedes-Benz Việt Nam cũng thông báo sẽ tiếp tục áp dụng chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua các mẫu xe gồm C180, C200 Exclusive, C300 AMG, E180, E200 Exclusive, E300 AMG, S450, S450 Luxury còn lại sản xuất trong năm 2020, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 2021 đến hết 28 tháng 2 2021. Chợ xe đã cập nhật mức giá mới nhất của các dòng xe Mercedes-Benz trong năm 2021. Các bạn nghĩ sao về mức giá Mercedes mới điều chỉnh? Hãy chia sẻ ý kiến của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho chợ xe. Bật chuông để nhận được thông báo khi có những video tiếp theo.